ba cân ếch. Chỗ này là ba cân ếch thịt cho quán cháo. Đây là trong bao nhiêu phút xong? 10 giây rồi đấy, được mấy con rồi? Đây là hai con. 22 giây, 1 phút 4 con thôi. 1 phút 4 con, 6 con. Nghe 3 cân đấy. 3 cân này. Cả thịt cả lột da này. Ấy chào. Chào một phút được mấy con đấy. Cái này là một phút này, được một con này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một phút được sáu con. Ba cân ếch sẽ là thịt trong khoảng bao lâu? Quay dần tốc độ và cân ếch thịt trong khoảng bao lâu rồi? Hai phút rồi đấy. Hai phút 25 giây rồi đấy, còn mấy con nữa? Một con chồng đang cầm à? Hả? Không một con nữa. Đấy, một cái lôi lẩu ếch này nó là 3 cân. Và chồng em thịt trong kết thúc rồi đúng không?